Trong những thành công của bất cứ đội tuyển nào, dù là đấu trường quốc nội hay quốc tế, các xạ thủ luôn để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa. Họ là những chủ lực gây sát thương có thể gồng gánh đội tuyển của mình đi tới chiến thắng sau cùng. Với tầm quan trọng của mình, các xạ thủ luôn là những người tỏa sáng bậc nhất và thường là những người được biết đến nhiều nhất. Ở kỳ chung kết thế giới 2022 sắp diễn ra, có rất nhiều xạ thủ sừng sỏ tới từ những khu vực lớn trên thế giới tới tham dự. Và ngày hôm nay hãy cùng Hoàng Sama điểm mặt top 5 ADC hàng đầu của giải đấu theo ý kiến cá nhân của mình nhé. Trước khi bắt đầu, rất mong anh em để lại cho mình xin like và subscribe để ủng hộ Hoàng Sama sớm có được đủ bài YouTube đấy. Đứng ở vị trí thứ 5 là Jackie Love. Jackie Love nổi lên trong màu áo của Investor Gaming với chức vô địch thế giới ngay trong mùa giải đầu tiên debut. Kể từ đó, chàng xạ thủ điển trai này luôn là một trong những xạ thủ hàng đầu LPL và thế giới. Với tài năng của mình, Jackie Love đã từng được kỳ vọng sẽ là cái tên kế thừa Uzi trở thành xạ thủ hàng đầu thế giới nói chung và xạ thủ tại Trung Quốc nói riêng. Có thể nhiều người không biết, trước đó khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì Jackie Love từng là một streamer trên DouYuTV. Lúc ấy chàng trai trẻ ấy chỉ mới mười mấy tuổi và sở hữu kỹ năng xử lý kinh ngạc khi mà anh tới có 4 tài khoản top 10 thách đấu máy chủ liên minh tại Trung Quốc. Top eSports Jackie Love được biết đến là Draven số 1 của khu vực Trung Quốc với nhiều vị tướng xạ thủ khác như Lucian, Caitlyn, Vayne, v.v. Sau khi đạt được vinh quang của Investor Gaming, Jackie Love đấu quân cho Top eSports vào năm 2020 và có một lần lên đỉnh quốc đội. Sau chức vô địch mùa hè 2020, Jackie Love đánh mất phong độ từ chung kết thế giới cùng năm cho tới hết năm 2021. Năm 2022 này, anh cùng Top eSports đã rất gần với chung cúp LPL tiếp theo, nhưng tiếc là họ lại hai lần về nhì liên tục. Đặc biệt là ở trận chung kết mùa hè 2022, chính Jackie Love là người bóp cỏ với Jerry khi lao vào giữa đội hình địch rồi chết chay và đá văng đi hy vọng của Top eSports. Tuy vậy, nhìn chung chúng ta vẫn không thể loại ra khỏi list những xạ thủ hàng đầu. Sở hữu lối đánh hổ báo và tay to, khi landing cũng như có kinh nghiệm chinh chiến có thừa, Jackie Love vẫn sẽ là tiếp tục được kỳ vọng khi giúp cho Top eSports tiến xa tại chung kết thế giới sắp tới, hay thậm chí là lên ngôi vô địch. Đứng ở vị trí thứ tư là RNG Gala. Sau khi xạ thủ huyền thoại Uzi quyết định nghỉ thi đấu chuyên nghiệp, anh đã để lại một khoảng trống to lớn trong đội hình của RNG. Tuy nhiên, RNG cuối cùng đã tìm được mảnh ghép hoàn hảo cho vị trí xạ thủ của mình, đó chính là cái tên Gala. Trước khi gia nhập RNG vào năm 2020, Gala trước đó chỉ là một xạ thủ tầm trung khi thi đấu 3 đội tuyển ở giải hạng 2 bao gồm Only Game, Sino Dragon và Dominus Esports. Cho dù đã gia nhập một đội tuyển lớn như RNG, nhưng cái tên Gala vẫn chưa thực sự là gần gũi và xa lạ với rất nhiều người hâm mộ liên minh huyền thoại. Tuy nhiên, đó là trước khi trận chung kết của LPL mùa xuân 2021 diễn ra, sau khi RNG đánh bại cả hai nhà cựu vô địch thế giới để lên ngôi LPL và MSI 2021, thì Gala mới thật sự bước ra ánh sáng. Anh tỏa sáng rực rỡ với con bài Kai'Sa và ấp luôn cả danh hiệu MVP của trận chung kết LPL mùa xuân lẫn chung kết của MSI 2021. Điểm mạnh nhất của Gala có thể không phải là landing, nhưng khả năng giữ vị trí, xử lý tình huống và bình tĩnh trong những pha giao tranh tổng của anh lại cực kỳ tốt. Với những danh hiệu đạt được từ năm 2021 cho tới nay, thì Gala đang từng bước chứng minh mình là cái tên hoàn hảo để thay thế cho vị trí mà Uzi để lại. Gala là một ADC có khả năng thích ứng với mọi hệ thống chiến thuật khác nhau và cực kỳ ổn định. Xạ thủ của RNG luôn bùng nổ ở giai đoạn giữa và cuối trận đấu. Tuy nhiên, không như Uzi trước đây, Gala vừa có thể tận dụng tốt tài nguyên được chăm sóc, cũng như vừa có thể đánh ở thế thua nếu chiến thuật yêu cầu. Những tài nguyên của đội khi đó sẽ được dồn cho Xiaohu hay Bin trước đây và Brit bây giờ. Những tuyển thủ cũng thường chọn những kèo gánh team. Ở chung kết thế giới sắp tới, Gala cần lấy lại phong độ càng sớm càng tốt để giúp cho RNG tiến xa, bởi dù đang bất ổn nhưng nhà vua của MSI vẫn được đánh giá cực cao tại giải đấu lần này. Đứng thứ 3 là Echo Gaming Viper. Dù cho nhà đương kim vô địch thế giới EDG đang phong độ rất phập phù, nhưng không thể chối bỏ rằng Viper vẫn là một trong những xạ thủ xuất sắc và hàng đầu hiện nay. Tuy khởi đầu ấn tượng với Griffin 2018 nhưng thành tích của anh chỉ là con số 0 tròn chính. Sang tới Half-Life Esports 2020, sự nghiệp của thần tiến còn thê thảm hơn khi ngày nào cũng phải tập tạ vào gánh team. Chỉ khi đầu quân cho Echo Gaming vào năm 2021, Viper mới thật sự có những danh hiệu xứng đáng với tài năng của mình, với chức vô địch của LPL mùa hè và tới đỉnh cao là ngôi vị chung kết thế giới cùng năm. Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến cho Echo Gaming có thể trỗi dậy mạnh mẽ tới như vậy nằm ở sự lên đầu và bắn cháy máy của Viper ở những thời khắc then chốt. Lối chơi của Viper thường xuyên xoay quanh việc phối hợp với cả đội và thi đấu một cách kỷ luật. Viper không chỉ sở hữu phẩm chất của một xạ thủ hàng đầu, tuyển thủ này còn chơi cực kỳ tinh quái, nhiều lần khiến cho đối thủ bị bất ngờ. LPL vừa đánh phóng khoáng là miền đất hứa dành cho Viper. Anh không còn phải chơi kiểm soát gò bó, dùng những vị tướng mang thế tướng phòng ngự như thời còn thi đấu tại LCK nữa. Chắc chắn số tiền mà Echo Gaming bỏ ra để chiêu mộ Viper không hề ít, nhưng họ đang trả đúng từng xu cho tới thời điểm hiện tại. Không phải tuyển thủ hạng nào cũng có thể thành công tại LPL như trường hợp của Rookie, The Shy, Duenby. Thực sự hiếm có và có lẽ chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay.
Viper sẽ trở nên đặc biệt đáng sợ nếu anh có đủ lượng trang bị, bởi khi đó thần tiên có thể gánh cả EDG lên trên đôi vai của mình. Anh cùng với Echo Gaming sẽ phải nỗ lực hết sức để thực hiện hóa tham vọng bảo vệ ngai vàng thế giới sắp tới. Đứng ở vị trí thứ hai là Geno Gaming Hope. Hope cùng Geno Gaming vừa lên ngôi LPL mùa hè 2022 một cách cực kỳ xứng đáng. Trong khi người ta nhắc nhiều về sự trưởng thành của 369 hay phong độ đỉnh cao của cặp đôi Kanavi Yagao, thì dường như xạ thủ Hope đang bị lu mờ phần nào. Hope đã có một sự lột xác hoàn toàn khi mà chuyển sang một đội tuyển tầm cỡ như Jin Dong trong năm nay, khi bị dí số đội trẻ nhưng vẫn giúp Echo Gaming giành hạng tư tại LDL mùa xuân 2021. Hope vẫn không được tổ chức ngó ngàng tới. Kết cục là sau nửa năm bị cho ra rìa, Hope quyết định chuyển sang Jin Dong Gaming và tìm kiếm cơ hội thi đấu. Sau vài trận ngồi dự bị, Hope đã ngay lập tức chứng tỏ anh xứng đáng có suất thi đấu chính thức bên cạnh hỗ trợ Missing. Jackie Love từng chia sẻ trước trận chung kết của LPL rằng mình hy vọng rằng ADC của Jin Dong Gaming sẽ trụ được. Nếu thành công đánh bại mình, cậu ấy sẽ trở thành xạ thủ số 1 của LPL đó. Và sau đó, điều ấy đã trở thành sự thật khi Geno Gaming hạ top eSports 3-2. Và sau đó, không có lý do gì để phủ nhận rằng Hope không phải là xạ thủ số 1 Trung Quốc hiện tại. Khả năng đi đường rất tốt cùng sự bình tĩnh, tỉnh táo trong giao tranh tổng là thứ giúp Hope trở thành ADC hàng đầu thế giới hiện tại. 369 có thể lên đồng, cặp đôi Kanavi và Yagao có thể đột biến trong giai đoạn đầu và giữa game, nhưng Hope mới là sát thương chủ lực của những nhà đương kim vực LPL ở trong giai đoạn late game. Những Sivir, Zeri hay Lucian đều được Hope sử dụng thuần thục và trở thành khẩu pháo hạng nặng, giúp Geno Gaming đánh bại mọi đối thủ của LPL mùa hè vừa qua. Anh chàng này chắc chắn đang rất háo hức để thể hiện mình tại giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp. Đứng đầu trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay là Gen Z Esports Ruler. Danh sách top tier xạ thủ chung kết thế giới 2022 mà thiếu Ruler thì chắc chắn là một tội ác đáng ngồi bọc lịch. Đội trưởng của Gen Z Esports đang có một phong độ vô cùng khủng khiếp và đó là một trong những nguyên nhân lớn nhất giúp họ lật đổ ngai vàng của T1. Gia nhập Samsung Galaxy tiền thân của Gen Z Esports vào năm 2016, Ruler ngay lập tức chứng tỏ được khả năng đáng gờm của mình khi đạt được Á quân chung kết thế giới cùng năm. Một năm sau đó, Ruler bước lên đỉnh vinh quang cùng Samsung Galaxy khi vô địch chung kết thế giới 2017 và bản thân anh còn được tôn vinh là MVP của trận chung kết. Sau khoảng thời gian dài tụt phong độ từ năm 2018 cho tới 2019 thì nay Ruler đã trở lại thật sự với tư cách là xạ thủ số 1 Hàn Quốc. Đầu tiên là cùng Gen Z Esports thống trị giai đoạn vòng bảng của LCK mùa hè 2022 và sau đó được chọn là tuyển thủ xuất sắc nhất của giải đấu. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Gen Z Esports đã lên ngôi LCK mùa hè một cách đầy thuyết phục khi hủy diệt T1 3-0 ở trận chung kết. Mùa hè vừa qua, Ruler vẫn chứng minh được sự ổn định đáng sợ của mình và đặc biệt khi chiến thuật nuôi giờ trở lại thì anh thể hiện khủng khiếp hơn mùa trước không ít lần, bắt nát cả thế giới với những Zeri, Jinx hay Lucian. Việc lọt vào đội hình tiêu biểu 1 và được bầu làm MVP của giai đoạn vòng bảng cũng thể hiện rõ màn trình diễn cực cháy của Ruler. Nếu anh em còn nhớ tới thời điểm Samsung Galaxy vô địch chung kết thế giới 2017 thì đó cũng là thời điểm meta lư hương sôi sục, làm chùm nên các xạ thủ là nhân vật chính trong nhiều ván đấu và Ruler đã chớp thời cơ rất tốt để trở thành người giỏi nhất khi ấy. Ruler có thể không phải là mẫu tuyển thủ tay to để lan đối phương khi mà Mr. Thơ Kẻ có đủ trang bị thì đó sẽ là lúc đội trưởng của Gen Z Esports lên tiếng rõ ràng. Nếu như meta tiếp tục dồn tài nguyên cho AD như bây giờ, Ruler chắc chắn sẽ rất tự tin để cùng Gen Z Esports hướng về chức vô địch của chung kết thế giới 2022. Ngoài những cái tên đều trên vẫn có đó những gương mặt đáng chú ý khác như thái tử nhà T1 Gumayusi, carry hạng nặng của Cloud9 Berserker, lão tướng của Dragon X Death hay hai chàng trai Việt Nam của chúng ta là Gamstyle và Sago Buffalo Sogan chẳng hạn. Nhưng họ sẽ chưa thể so sánh với top 5 kể trên được. Có lẽ chỉ có Gumayusi hay Death mới có thể lọt vào top 5 nêu trên, nhưng vấn đề lớn đó là người tụt phong độ quá nhiều, còn người còn lại đang bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. Anh em nghĩ sao về danh sách kể trên của Hoàng Sama? Hãy comment xuống phía dưới cho mình biết với nhé. Cuối cùng, mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Believer Hoàng Sama nha. Còn bây giờ thì xin được kính chào và hẹn gặp lại.